Dạ, giờ. Giờ là bao nhiêu con? Giờ này 50. Dạ. Chỗ này bạn đi mới đông hả con? Mấy giờ mới máy vậy con? 2 giờ. 2 giờ chiều. 2 giờ ngồi trong kia cái ngã ba đường nó chạy vô ngã ba trăm. Ở trong. Ừ, bán 2 giờ tới 4 giờ mấy mới ra đây. Dạ. Yeah. À, vậy giờ. Đây bạn. Bánh canh cô Liên. Chợ Gò Vấp nha bạn. Cho con ăn ké nghe con. Dạ. Dạ dạ. Ê. Ê, trong này có da nè. Ở phía gấp ngay chỗ khu ẩm thực cũng có một cái. Cái đó có kiểu miền Tây á. Bánh canh cô Liên nha các bạn. Chợ Gò Vấp. Mấy chục năm rồi. Chả cua nè. Ở đây có da nè các bạn. Ngon ha. Dạ. Quen ở đây lâu chưa? Vâng. Ủa quá, con này mở nhạc không? Chào các bạn nha, hiện tại mình đang ở chợ Gò Vấp nha mọi người. Hôm nay ăn bánh canh nha các bạn. Bánh canh của cô Liên ở chợ Gò Vấp nha mọi người, rất là ngon. Của bán rồi các bạn. Cho con cục cả cô luôn nha. Mình thu hỏi da heo cho con. À, hình như có hột vịt muối hả cô? Thấy chị đập hột vịt muối á. À, bánh thảo hả? Dạ. Cô, các bạn thấy có hạt không? Ở trong hai cái sách này. Người ngủ luôn. Ngoài đường thì mọi người thấy xe cộ chạy đi xèo luôn. Trong đó có cục giò không? Dạ, cua này có cái gánh nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Khoa học à. Thank you.
Ở đây hình như phải tối tối rồi mọi người dọn hết rồi mình mới bỏ bàn được rồi cô. À rồi rồi. Đông các bạn. Nhưng mà thời điểm này là đông nhất cô Liên. Mình vừa ngồi ăn vừa quay luôn á các bạn. Nói chung là mình ngồi trên vỉa hè nè, ngay chỗ đó các bạn. Đó, bịch đây là bịch bình thường hay không? Bịch này là bịch này 35 ngàn. Dạ. Rất là dễ ăn các bạn, rất là ngon. À, một cục cây dồi cho quẩy ra là 5.000. Một cây dồi cho quẩy lại là 5.000 hả con? Cây quẩy ngon. Dạ. Cô qua quảng cáo rồi mà. Hay rồi, ngon rồi. Những cái nồi thạch xanh đấy các bạn. Ở dưới quá trời đồ ăn. Chỗ này là gần trường đại học công nghiệp nha các bạn. À, bây giờ mình thấy này. Bên kia mấy bạn là sinh viên. Mua gọi là bàn ghế rồi sách vở, xin lỗi là chổi các kiểu á. Bây giờ mới cùng đi dọn ra. Dài dài xuống đây này các bạn. Cái này cổ ấy lòng sạch sẽ. Dạ. Rất sạch sẽ nha các bạn. Giờ cho quẩy. À giờ quẩy ngon đấy các bạn. Giờ quẩy to luôn á.
Đây ban đêm mọi người thấy đây, đường phố Gò Vấp này các bạn. Đường này là đường Nguyễn Nguy các bạn. Đi ngược lại là mọi người sẽ đi về khu vực của ngã năm Chuồng Chó. Còn cái đường này ngược lại là các bạn đi ra đường Phạm Đồng nha mọi người. Ủa con có bán áp hả? Bán áp hả? Bán qua áp. Ô bạn cái gì đường đường xá bây giờ nó đông lắm rồi. Cho hai bình bánh xăng. Giờ thì cứ lấy nào vậy? Chờ em xíu nha. Rồi đứng lèo hấp dẫn quá cậu ha. Anh là quay lại hả? Để con nói là bán được 30 năm hả? Hai giờ với 4 giờ, từ 4 giờ là cô bán trong kia hả? 2 giờ 118 cái hẻm trong kia không? Mà con thấy chỗ này nó hẹp quá, được mấy ghế mấy bàn rồi con. Dạ. Sao cái mấy bàn? Bán ra chỗ này bỏ bàn ra. Ngon lắm các bạn. Rất là ngon nha mọi người. Hồi nãy con thấy cô ghi coi cái chị chỉ mua 10 ngàn là sao? Là bán 10 ngàn cũng bán hả? À. Bánh canh cô Liên nha bạn, ở đây có số điện thoại này. Ở đây có số điện thoại nha mọi người. Bên này có số điện thoại các bạn. 0770 32 707. Cái hai số mọi người có thể đặt vào đó nha các bạn. Bình dân. Đó là bình dân luôn các bạn. Quẩy quẩy. Rồi chú quẩy. Anh cắt vô cho nó ngon. Dạ. Cắt vô cho nó ngon. Cho con quẩy đi. Ờ, quẩy vô đi. Cắt ngon lắm. Dạ. Oh. Vừa vừa bán cho chú quẩy và tiếp thị luôn cả. Thầy quá. Dạ. Dạ. Con cáo vô luôn. Dạ. Cái này gọi là cái gánh đó chứ. Có một cái gánh này bạn. Dạ. Ra lại kiếm thịt tốt. Dạ. Là cứ nhớ cái gánh nào cũng xe lạ. Ở đây gọi là cái gánh bánh bánh canh cua của cô Liên à. bên hông của chợ Gò Vấp các bạn. Một ngày con nấu bán mấy nồi nước lèo như này. Dạ. Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Bảy thùng. Thùng ở đây khoảng 15 20 lít ha. Cái thùng là bình thường. Dạ. Có người Sài Gòn hả con? Dạ. Có người Sài Gòn hả? Ở đây làm vậy. Dạ. Dạ là chỗ này cũng nổi tiếng là nhiều người biết lắm mà. Dạ. Hai hương ghé cho anh dùng. quan trọng là bánh canh ngon là người ta tới. Cái này đối diện với Sacombank nha các bạn. Đó. Dạ.
không bình dân. Dạ. Bán từ rồi mà có 1.000 đô, 1.500 đô, còn bây giờ là 600 đô, 1.500 đô, bắp giò đó. Dạ. Giá mua luôn 65 ngàn. Là tức là cao nhất là 70 ngàn. Dạ. Dạ, để chút nữa con coi cái tô đó như thế nào. Nhưng mà bán từ lúc mà 1-2 ngàn một tô hả? Dạ. Đó có 1 ngàn, 1 ngàn rưỡi à. Dạ. Cái lúc sinh viên mà đi học ăn rồi giờ dắt con về ăn. Dạ. Dạ. Con nói con có ba. Ba nói là hồi đó ba, hồi đó ba bằng con. Rồi. Vậy là 2-3 đời ăn luôn. Đi nhắc lại nói vậy là không được đó. Dạ dạ. Ở trong cái tô bánh canh của cô là gồm có là có chả, có thịt, rồi có gì nữa cô Liên? Tô thịt đó là cua, chả, trứng, dạ, heo, 35 ngàn. Dạ. Mình đi ra một tiệm cho cô 20 ngàn, bán luôn. Dạ. Cũng như là giá hầm cũng bán được. Mình đi rất là ăn, nhưng mà cái tô bình thường người ta ăn đó là 35 ngàn, người ta quen với cái gì. Dạ. Người không có tiền, người ta kêu nước, thì mình bán. Dạ. Con giò 55, con giò 65 chứ. Nhưng mà bắt đầu là từ 4 giờ bắt đầu cô mới chuyển qua đây. Dạ. Yeah. Bên kia đông không ạ? Từ 2 giờ là tới 4 giờ mấy giờ bắt đầu ra đây. Ở trong đó đông không cô? Đông khách không? Bán bình thường thôi, chứ biết là ngoài đây nó đông hơn. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Này cô Liên có ngồi ngay chỗ cái sạp số 1 ở chợ Gò Vấp nha các bạn. Đối diện với là cái Sacramento á. À phía dưới là cái mâm to hả? Trên là cái mâm nhỏ các bạn. Sinh viên là chuẩn bị đi vô học cho nên là các bạn khu vực này là sinh viên nhiều lắm. Hiện tại thì các bạn ở nhập học học trực tiếp à. Chỗ này là gần cái chợ nữa, với lại cái trường đại học công nghiệp là một trong những trường có cái số lượng sinh viên nhiều nhất ở Sài Gòn đó các bạn. Cho nên là ban đêm ở đây rất là tấp nập luôn á. Mình thấy là có đựng hết tất cả cái đồ ăn uống ở trong cái gánh này các bạn. Họ thấy cái gánh rất là xinh xinh, dở dở xinh xinh nè. Ở đây là giờ cho quẩy rất là ngon luôn. Mình đã dứt canh tô rồi, nói chung là giá như nào cổ không bán bạn. 15 ngàn, 20 ngàn, 35 ngàn là bình thường. Chứ bây giờ mới dọn dài ra đó. Chỗ này thì cũng đỡ được khoảng 10 mấy cái bàn nữa các bạn. Ở nhà mình chuẩn bị hết rồi mình mới đem ra hả cô? Ở nhà nấu xong chưa? Không bỏ hành. Không hành nha.
kỹ, cắt giùm cho mọi người ăn đó nha. Nó to quá các bạn. Tôi giờ đó bao nhiêu con? 60 hả? Xíu nữa thôi kết thúc video. Chỗ này là cái sạp số 1 ở chợ Gò Vấp nha mọi người. Đó. Vừa bán thì chỗ này bắt đầu hơn 4 giờ mới qua đây, còn sớm hơn thì ở phía bên kia nha mọi người, phía cái hẻm bên kia. Đó, các bạn thích ăn bánh canh cua, bánh canh giò ở khu vực chợ Gò Vấp này, các bạn ghé chỗ con Liên. Rồi ok, có lẽ là tôi sẽ kết thúc video ở đây. Rồi chúc cô mua may bán đất nha cô Liên. Dạ. 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 Cháu đi để mấy mẹ ăn dùm. Dạ dạ.